sẽ nâng cấp củ khoai tây cute phô mai que này trở thành củ khoai tây ngư dân đánh cá với khả năng câu được những con quái vật bí ẩn từ dưới biển lên trên mặt đất để chiến đấu tiêu diệt chúng. Càng câu được nhiều quái vật thì sức mạnh của củ khoai tây này càng tăng cộng dồn tới vô hạn. Đây đã là video thứ hai mình review về những nhân vật cực kỳ mới trong phiên bản chính thức của tựa game Brotato nâng cấp củ khoai tây. Thì như ở tập trước mình đã chiến thắng độ khó 5 với nhân vật là củ khoai tây nhà vua. Hôm nay sẽ là nhân vật củ khoai tây ngư dân đánh cá. Cộng 5 máu tối đa, cộng 20 điểm harvesting thu hoạch và cửa hàng luôn luôn bán mồi câu để giúp cho củ khoai tây này có thể câu lên được những con quái vật cực kỳ nguy hiểm. Và vì là một ngư dân cho nên là mua những cái mồi câu này vô cùng rẻ, giá giảm đi 100%, gần như miễn phí luôn các bạn ạ. Và càng có nhiều mồi câu càng được cộng nhiều điểm harvesting, càng giàu. Đối với những củ khoai tây khác thì những cái trang bị mồi câu sẽ chỉ sinh ra quái vật đặc biệt ở cái đợt quái vật đó thôi. Nhưng riêng của khoai tây ngư dân đánh cá này thì tất cả những cái bàn sau, những cái đợt quái vật sau đều sẽ xuất hiện những con quái vật bí ẩn đó. À, vũ khí nào sẽ phù hợp nhất với củ khoai tây ngư dân? Chắc chắn đó chính là một cây thương hay là cây lao rồi. Cái hình ảnh mà một ngư dân cầm cái lao để mà xiên mấy con cá, có vẻ các bạn cũng thấy quen thuộc đúng không? Vì thế mình sẽ sử dụng vũ khí này luôn. Và độ khó chắc chắn là độ khó khó nhất, độ khó Danger 5. Rồi, chiến thôi. Vâng, các bạn có thể để ý thấy là mình đang có một cái bảng ở đây để cho chúng ta thấy tất cả những cái chỉ số của củ khoai tây của mình, để cho mình không cần phải bấm dừng game lại để xem nữa. Thì cái này là không phải là bản chính thức nó có nha. Cái này là mình mới cài mod vào đấy thì nó mới hiện ra. Rồi, tuy là bị giảm đi 50% số tiền nhận được từ quái vật, nhưng mà được cái là mình có harvesting, cho nên là mình cũng được bù lại một chút điểm về tiền. Sát thương thì có lẽ mình không cần tăng đâu, mình tăng vào tốc đánh đi. Bởi vì sao? Đây này, trang bị mồi câu lúc nào cũng được 8% sát thương và quái vật đặc biệt sẽ xuất hiện với giá chỉ có 1 đồng thôi. Ok, cái thứ hai, cái thứ ba, đã có 3 cái mồi câu cộng 24% sát thương. Để xem có bao nhiêu con quái vật sẽ xuất hiện đây. Mình sẽ câu được bao nhiêu con. Wow, 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 nhiều đạn thế. Ê, từ. Ui, ui. Ôi, mình đúng liều luôn ạ. Còn có 3 máu này. Và nó vẫn tiếp tục sinh ra nha. Nó không chỉ sinh ra một lần, mà bây giờ từ đây về sau nó sẽ sinh ra liên tục. Ôi, ôi, căng thật sự ạ. Bắt đầu tới độ khó rồi đấy. Nào, mình sẽ nâng vào gì đây? Lên mình sẽ nâng vào tỷ lệ chí mạng đi. Thêm mồi câu này là 1 nè. Thêm một mũi lao nữa. Thêm một cái mồi câu nữa là 2, 3. Và một nốt cái cây bay màu trong một xiên. Ây ây ây, ôi, ôi. Ui, sắp thương một đây. Ai 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 à, đau. Quá đau luôn các bạn ơi. Ui, may là mình nhờ những cái mũi lao của mình mà mình có thể xuyên một phát, biến tất cả bọn quái vật này trở thành xiên bẩn luôn. Tỷ lệ chí mạng cũng được này. Một cái mồi câu nữa là 2 này. Thêm một cái nữa là 3. Có cái gì để mà tăng cho mình nhở? Tôi thêm một cái nữa này là 4 đi. Một mũi thương, một mũi lao nữa. Ok, 5 cái rồi. Và một nốt cái mũi, cái mồi cuối cùng. Mình bây giờ đã là nhân 11. Ui. Wow, ok 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 ok. Xem nào. Wow. Đông quá, đông quá, đông quá. Ây ây ây. Ui. Ui. Vâng. Né được gần hết đạn của chúng nó thì may ra mình mới còn lại một lượng máu như thế này, chứ không là bay màu rồi các bạn ạ. Như vậy bây giờ ấy, mình cũng phải cân đối với cái chuyện rằng là mua bao nhiêu mồi câu để mà câu được bao nhiêu con quái vật lên. Chứ bây giờ mình mà câu quá nhiều ấy là có tỷ lệ mình sẽ bay màu, không giữ được cái mạng này đâu. Điểm kinh nghiệm nhận thêm sát thật tầm gần. Thôi, một mồi câu, thêm một cây thương nữa, 2 mồi câu, tốc đánh. Ok, trừ một chút giáp hơi buồn nha. Sát thật tầm gần, tỷ lệ chí mạng. Một cái mồi câu nữa. Khóa cái giáp vào này đi. Thêm nữa đi. Rồi, bây giờ là nhân 24 rồi. Ây da, bàn số 7, mình nhân 24. Trung bình mỗi một bàn là mình sẽ nhân tầm... Ok, từ, ok. Mải quá. Đang mải, chém gió. Mình mà không tập trung lại chết. Thế nào, mỗi một 7 bàn là nhân 24. Trung bình ấy là mỗi một bàn là mình sẽ được nhân lên tầm là 3 cái mồi câu. Bây giờ đến bàn 20 ấy, là mình có thể lên tới khoảng tầm hơn 60 cái mồi câu. Mà mỗi cái mồi câu trang bị đấy là cộng cho mình 8% sát thương, tức là có thể cộng tới gần 500% sát thương các bạn ạ. Lượng sát thương của nó sẽ là cực kỳ khủng khiếp. Chưa kể mình mà còn có cả tỷ lệ chí mạng nữa cơ. Thì không biết là sát thương con này nó sẽ tới đến cái mức nào nữa đây. Ngư dân mà máu chiến thật. Wow,
cổ vật của Sif ngay từ bàn số 8, chuẩn bị tới bàn 9, bàn cầy tiền. Mình có một cổ một trang bị gắn liền với tên tuổi của một YouTuber cũng hay làm về cái game Protector này. Với khả năng ngay lập tức tiền rơi ra trên sân sẽ hút về người mình luôn. Thật sự ấy là mình thấy rất là nhiều trang bị liên quan đến YouTuber nước ngoài ở trong game Protector rồi, mà chưa có trang bị nào liên quan đến mình cả. Mình cũng chơi Protector nhiều mà. Mình rất hy vọng là những bản sau sẽ có. Bây giờ thì mình cứ mua đã. Một cái mồi câu, thêm một mũi thương nữa. Rồi, cấp 2 này. Mồi câu, rồi, thêm được có hai cái, hơi ít nhưng mà không sao. Quan trọng bàn này là bàn cầy tiền rồi. Nào tụi mày vào đây. Tụi mày vào đây, tao xiên hết. Xiên hết. Xiên hết. Xiên hết, xong luôn. Trời ơi. Bàn này ngon rồi anh em ơi. Nhưng mình không chắc là bàn này sẽ được trên 500 tiền nha. Bởi vì là tiền rơi ra từ quái vật của ngư dân là bị giảm đi 50%. Cho nên là mình hy vọng là nếu mà được trên 250 đó thì là thành công rồi. Vì như thế cũng là tương đương với 500 tiền rồi đúng không? Ôi, ôi, ôi. Có vẻ như là mình đang gặp một chút vấn đề về tốc độ di chuyển nhỉ. Hiện giờ mình đang di chuyển hơi chậm nên là mấy cái con sen sen này, vâng tuy nó là mình gọi là ốc sen nhưng mà bọn nó vẫn đi nhanh hơn mình. Bọn nó vẫn thể lao tới mình. Cũng khá là mệt đấy. Ok, ok. Vâng. Chúng ta đã vượt qua được cái mong đợi. Thuốc độc cộng tốc đánh cộng tỷ lệ chí mạng. Phải mua thôi. Mồi câu nè. Thêm 35% tiền khi bán đồ. Được. Tiếp tục mồi câu nè. Wow. Khóa cái này lại. Mua cái thương cấp 2 về. Đó. Có một ngọn thương cấp 3. Với sát thương lên đến 179. À không, 183. Để xem nào. Để xem sát thương của mình tới đâu đây. Tới đâu. Ok. Xiên cái đơn giản như là đan rổ luôn kìa. Trời ơi. Tỷ lệ chí mạng là 40%. Bây giờ sát thương của mình ngay từ bàn số 10 đã lên đến là hơn với cái thương cấp 3 là 366. Trời ơi. Bây giờ vấn đề của mình bây giờ không còn là về sát thương nữa rồi. Đó. Mà cái vấn đề đấy các bạn thấy không? Vấn đề nó ở đây là vấn đề về độ phòng thủ, về giáp trụ. Mình đang khá yếu về mặt phòng thủ ấy này. Cho nên là bọn nó đụng vào mình một cái là mình rất có tỷ lệ là mình sẽ đột tử luôn. Ôi, may là được mình có cái vụ là mình nhặt tiền. Mình đó. Ok. Chứ không là mình bay màu rồi đấy. Đây rồi. Ba giáp. Yeah. Thêm giáp đi. Giảm giá tiền trong cửa hàng được. Máu tối đa và máu hồi. Ok. Tốc đánh được luôn. Mồi câu 3% tỷ lệ chí mạng và có tỷ lệ 20% hồi một máu. Hồi máu khi giết quái vật bọn nó chí mạng. Được. Mồi câu. Ok. Bàn 12. Bàn này sẽ có một đợt quái vật rất đông xuất hiện. Được. Đông như nào thì cũng chỉ là để cho mình cầy tiền mà thôi. Được chưa? Mồi gì thì mồi vào đây. Ui vào hết đây. Nào để xem bàn này mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đây. Bây giờ với lượng sát thương kinh khủng khiếp của mình, mình đã bây giờ đã cộng là hơn 300% sát thương rồi. Thì bây giờ mình rất hy vọng là có khi là tới đến cái bàn 20 ấy, đấu hai con chùm ấy, là mình có không chỉ là 500% sát thương như mình đã tính ở đầu video, mà có khi lên đến là 600% hoặc hơn thế nữa. Ôi cái này mà được tăng điểm kinh nghiệm nhận thêm nhờ. Quái đúng đông luôn ý. Ui. Đúng đã luôn ấy. Ây da. Mồi câu này, thương này, rồi xúc tu tăng tỷ lệ chí mạng này. Sự hỗ trợ của cộng đồng cộng 1% tốc đánh với mỗi quái vật còn sống. Vâng các bạn ạ, với số lượng quái vật đông khủng khiếp như vừa nãy các bạn chứng kiến thì đây là một trang bị giúp cho mình tăng tốc đánh lên phải gọi là vô hạn luôn. Rồi, bây giờ không cần phải thêm tốc đánh nữa rồi. Các bạn bây giờ ở ngay ở đây, các bạn sẽ chứng kiến tốc đánh này của mình này. Tốc đánh của mình nó sẽ tăng tới mức độ như thế nào. Đây là con số tốc đánh của mình. Các bạn để ý kỹ nha. 62 rồi đúng không? Đó, bình tĩnh đi. Chưa đông đâu. Bạn phải đến những cái bàn mà có những cái con bầy nhầy này đó. Nó đẻ thêm con ra thì lúc đấy cái số tốc độ tấn công của mình nó mới tăng lên một cách khủng khiếp. Mà tuy nhiên là với cái tiến độ như này thì cũng chưa đến thỏa mãn mình lắm.
Chắc là do mình sát thương mình khỏe quá. Bọn này nó sinh ra cái là mình cho nó bay màu luôn rồi. Nhưng tốc đánh của mình bây giờ vẫn đang chỉ duy trì ở mức là 60 mấy% thôi. Thương cấp 1, yeah. Mồi câu nè, chí mạng né tránh. Thương cấp 1 à? Đây, 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 đây. Mua, máu tối đa, máu hồi, yeah. Tiếp đi. Rồi, chúng ta bây giờ đã có là 51 cái mồi câu. Sát thương của mình đã là 400% cộng thêm. Rồi, bàn 15, con trùm phụ đầu tiên. Nó là con gì? À, con này con lướt lướt bắn đạn. Ui giời ơi. Tưởng như nào chứ. Này, mẹ đây. Cho mày thành thịt xiên que luôn. Trùm phụ xiên que. Xong. Ê rồi, nhanh gọn, nhẹ. Nào, còn tụi bay nữa. Tụi bay đẻ nhiều lên, đẻ càng nhiều càng tốt. Nào, đẻ đi. Đó, phải đẻ lên nhiều như thế. Tốc đánh người ta mới tăng lên được. Đúng rồi, đúng rồi. Cho tụi bay bắn đạn thoải mái, con gà mái luôn nhá. Đây, lư khổng lồ, đòn chí mạng gây ra 10% máu hiện tại của quái vật thành sát thương cộng thêm. Tuyệt vời. Đánh trúng quái vật giảm tốc độ di chuyển của chúng nó, được. Nhưng mà tốc độ di chuyển của mình cũng đang hơi chậm nha, trừ 6% này. Có lẽ mình cần thêm tốc độ di chuyển cho bản thân mình nữa. Ngư dân này của mình đi hơi chậm này. Có vẻ như là đánh cá ở trên biển á. Sóng biển nó làm cho tốc độ di chuyển của mình nó bị chậm lại thì phải. Nhưng mình cần phải cho nhanh hơn. Trang bị nào mà tăng tốc độ di chuyển là mình mua liền luôn á. Trừ cái gì thì trừ, không vấn đề. Vì bây giờ mình đã mọi thứ của mình đã quá khủng khiếp rồi. Sát thương chí mạng của thanh thương cấp 4 là bao nhiêu đây? 805. Ô, bàn 16. Sát thương chí mạng là 805 ạ. Ôi ôi. Thế này thì mình nghĩ rằng cái tương lai chí mạng lên 1000 sát thương lên đến 4 chữ số không phải là giấc mơ đâu. Nó sẽ có thể thành hiện thực đấy. Tốc độ di chuyển, yeah. Tỷ lệ chí mạng, tỷ lệ hồi máu khi giết con vật bằng đòn chí mạng, yeah. Mồi câu này, tỷ lệ gây sát thương cho quái vật khi né tránh được đòn đánh của nó. Hiện giờ tỷ lệ né của mình nó khá là cao, cho nên là ok, cái này được. Rồi, tập trung lấy mồi câu nha. Rồi mấy cái này bỏ đi, lấy càng nhiều mồi càng tốt. À, tất nhiên rồi, cái này vẫn phải lấy, vũ khí xịn vẫn phải lấy thôi. Nốt đi. Rồi, chúng ta bây giờ có là 67 mồi câu, sát thương là 528%. Con trùm phụ cuối cùng, nó là con gì? Ô, oh, nó là con mới, quái vật 6 mắt và khả năng của nó là bắn ra một cái chùm đạn bay phía trước. Nhưng mà rồi để làm gì? Chết thôi. Đồ đỏ cộng giáp tỷ lệ chí mạng tốc độ di chuyển, yeah. Chắc chắn là phải lấy rồi. Giáp né tránh, yeah. Vâng, từ một cái thằng mà mình từ mấy bàn trước mình còn than phiền là không có giáp, bây giờ là 17 giáp rồi, đỡ được 53% sát thương rồi và né tránh là 35%. Quá ghê. Thêm né tránh nữa đi. Mồi câu này bây giờ không cần thấm cái gì thêm nữa. À, cái này cần này. 5% né tránh nữa và tỷ lệ 50% thổi 5 máu khi né tránh. Được nha. Thêm cái né tránh này đi. Rồi đó, 51% né tránh rồi. Ngư dân này né tránh nhanh lắm. Ê, nhưng mà vấn đề là bây giờ mình đang hơi quá tập, vẫn chưa tập trung vào chuyện lên mồi câu. Giờ nhìn lại bàn 19 mất tiêu rồi. Trời ơi. Cái này thì ít quá, trời ơi. Mồi câu của mình như thế thì hơi ít nha. Hình như là mới có được là 70 mấy thôi. Không lên được 100 rồi. À, khi chắc là có khi ấy là mình sẽ làm một cái, mình sẽ chơi kiểu dạng ở trong những cái buổi livestream của mình ấy, mình sẽ chơi cái nhân vật củ khoai tây ngư dân này, nhưng mà mình sẽ chỉ mua mồi câu thôi để xem là mình có thể lên được kỷ lục là bao nhiêu. Còn như này thì ấy quá, như này thì vẫn ít. Ở đó, chí mạng lên 1000 rồi này, 1032 rồi kìa. Và mình thậm chí còn không mất nổi một máu nào nữa các bạn ạ. Không mất nổi một máu, mất một cái là hồi máu lại luôn. Trời ơi, khỏe thế ai chơi. Bây giờ mình chơi thêm quái vật đi. Thêm nữa đi này. Nào bây giờ thì chơi hết thêm đi. Không phải lấy những cái điểm này nữa. Mình không quan tâm. 2% tốc độ tấn công cho mỗi 1% né tránh mình có. Ôi trời ơi, áo của YouTuber bàn 20 mới cho tôi để làm gì. Thôi, tốc đánh tôi đủ cao rồi nhá. Tốc đánh tôi đủ cao rồi, không cần nữa đâu. Nhưng mà cái này vẫn lấy nhá. Cái này thì vẫn lấy. Này lấy này. Rồi, tiếp đi. Có quả con nhện này cũng được đấy. Nhưng mà thôi, hết rồi. Ây da, đồ xịn nhờ. Xong, và như vậy sau khi mình đã mua hết tiền thì mình có tất cả là 82 cái mồi câu. Nâng sát thương của mình cộng 648%. Sát thương của cây thương cấp 4 là 561. Nào, để xem hai con trùm cuối nó sẽ chịu như nào đây. Mày này. Ôi, vâng, mình cho nó thịt viên xiên que ngay lập tức luôn. Tụi bay,
Một con đã phải bay màu, con thứ hai chạy mất dép. Mày mà chạy đâu nổi được. Chiến thắng với nhân vật củ khoai tây ngư dân. Và mở khóa ra một trang bị. Là trang bị gì đây? Trang bị cái này là trang bị bẫy dụ à? Cộng 3 máu hồi. Wow, sẽ có thêm hai con quái vật mà đeo ba lô đồ, đeo ba lô tiền đồ xuất hiện ở đợt sau. Hay quá, đúng là ngư dân. Không những câu được quái vật mà câu được cả đồ cả tiền nữa. Hay, được được. Đây là một trang bị chắc chắn là sẽ giúp ích cực kỳ nhiều cho những củ khoai tây sau này. Chỉ cần mua cái này thôi là chắc chắn bàn sau có hai hòm đồ và rất nhiều tiền. Thì quá lời. Sự lựa chọn sáng suốt khi mà chiến thắng với củ khoai tây này các bạn ạ. Và vẫn còn 4 củ khoai tây nữa trong số 6 củ khoai tây mới được cập nhật ở bản chính thức của game Protector. Mình sẽ chơi nốt ở những video tiếp theo. Khi nào có tập mới mình sẽ để ở đây nhá. Còn nếu chưa có tập mới thì các bạn có thể qua đây để xem mình chơi một củ khoai tây khác cũng sức mạnh bá đạo không kém củ khoai tây vừa nãy đâu. Bấm vào đây đi nhá.